mọi người, dạo này thì Quỳnh cũng khá là bận cho nên không có nhiều thời gian để quay clip chia sẻ với mọi người. Thì ngày hôm nay rảnh được một chút xíu thì liền quay cái clip này để nói chuyện tâm sự với mọi người. Dạo này là Quỳnh đi quay nè, rồi đi diễn cũng khá là nhiều cho nên là cái da mặt của mình nó hơi bị sần, nó hơi kiểu như là nó bị mất sức sống á. Tại vì anh có đặt một sản phẩm mà bữa giờ bị hết hàng. Thì may quá thì Ngọc Trinh có mời Quỳnh Anh đến tham dự một cái buổi lễ ra mắt của sản phẩm đó. Thì vô tình là Quỳnh Anh lại được tặng ngay đúng cái sản phẩm Quỳnh Anh thích luôn. Tại vì trước đây thì là Quỳnh Anh cũng đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Mà mọi người biết là khi mà mình chỉ có dưỡng da bên ngoài không thôi thì nó sẽ không đẹp. Mà mình buộc là mình phải dưỡng da từ bên trong nữa. Mình phải có những cái thực phẩm nó phù hợp với cái làn da của mình, phù hợp với cái sức khỏe của mình. Mấy đợt trước đó là Quỳnh Anh hay dưỡng da, dưỡng ẩm bên ngoài. Mà mình cứ nghĩ là càng dưỡng ẩm nhiều thì cái da của mình sẽ càng đẹp, mà không nha. Nó sẽ bị bí và nó làm cho cái lỗ chân lông của mình bị bích tắc, và nó sẽ làm cho mình bị nổi với cái mụn ẩn lên á. Thì lúc đó anh cũng không biết tại sao, nhưng mà sau đó thì anh đi bác sĩ thì bác sĩ mới nói là do anh sử dụng kem dưỡng ẩm mà bị quá nhiều thì làm cho làn da của mình không có thở được. Xong rồi sau đó thì anh kết hợp với dùng cái sản phẩm này thì anh thấy ok. Và hôm trước anh đã được Trinh tặng cho Quỳnh Anh đây nè mọi người, đây chính là Diamond White Day and Night. Thì hôm bữa anh cũng đã có tham dự cái buổi ra mắt rồi, và cái buổi đó thật sự là rất là hoành tráng luôn á mọi người. Đây là một cái sản phẩm được nâng cấp của GFB Corporation. Thì theo như anh được biết thì trước đây đã có Beauty 99 nè, Beauty Plus nè, Diamond White. Thì bây giờ là có Diamond White Day and Night, là người ta sẽ nghiên cứu riêng dành cho ban ngày và ban đêm. Thì mọi người thấy đó, mà anh cầm trên tay đây là một cái viên kim cương rất là to bự nha. Và nó rất là cứng cáp, cái màu cực kỳ đẹp luôn, màu hồng hồng tím tím mà ánh ánh xà cừ á mọi người. Đây mà anh sẽ mở cho xem. Thì bên trong đây sẽ có hai cái hũ. Thì một cái màu xanh dương, cái màu tím. Cái màu xanh dương này thì mình cảm giác giống như ban ngày thì nó sẽ là một bầu trời màu xanh rất là đẹp. Còn ban đêm thì khi màn đêm buông xuống thì nó sẽ có một cái màu tím rất là lãng mạn nha. Và đặc biệt đây là cái hũ màu anh cảm thấy nó cũng khá là tiện lợi, bởi vì là nó nhỏ nhỏ như này, mình có thể chiết ra xong rồi mình đem đi công tác hoặc là đem đi du lịch. Có nghĩa là lúc nào mình cũng có thể đem theo sản phẩm để mà mình sử dụng được hết, không được quên ngày nào, phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp hết. Và bên hãng thì cũng có gửi cho Quỳnh Anh một cái giấy cam kết là nếu như mà chúng ta sử dụng sản phẩm 25 ngày mà cảm thấy là làn da của mình không được cải thiện á, thì bên hãng sẽ hoàn tiền lại cho chúng ta. Và anh sẽ cho mọi người xem nha. Mình sẽ xem thành phần của cái cục kim cương to bự này có cái gì mà chị em phụ nữ rất là mê như vậy nha. Đầu tiên là cái em màu xanh của da, màu xanh dương này đây. Đây đúng không? Đây thì nó có thành phần là chiết xuất ô liu, rồi chiết xuất sơ ri, rồi chiết xuất nấm men, chiết xuất hạt nho, vitamin B2, B3. À, vitamin là mà anh biết là sẽ làm cho làn da của mình trắng sáng hơn nè. Và nhìn nó kiểu như là nó có sức sống hơn á mọi người. À, thì công dụng cũng có ghi đây luôn là hỗ trợ hạn chế oxy hóa nè, giúp tăng cường sức khỏe làn da, hỗ trợ giảm nguy cơ nám, sạm da. Và đặc biệt đối với làn da của Quỳnh Anh là anh rất là hay phải đưa cái mặt mình ra ngoài nắng thì khi mà lên hình nó mới đẹp được. Thì Quỳnh rất là cần cái những cái sản phẩm nó có thành phần này. Rồi, bây giờ sẽ tới màu tím nha, em màu tím dành cho ban đêm nha. Đây, màu tím, viên kim cương màu tím thì sẽ có những thành phần là collagen nè, cao đương quy, cao hà thủ ô, chiết xuất nấm men, chiết xuất táo yến xào. Ồ, trong đây có yến xào luôn, là xịn sò dữ lắm đó. Rồi cũng có vitamin B3, vitamin B2 luôn. Thì sẽ hỗ trợ hạn chế chống lão hóa. Cái này đặc biệt đối với những phụ nữ, chị em nào mà từ 25 tuổi trở lên là đều đã có những dấu hiệu lão hóa rồi. Và trong thành phần này có collagen nữa thì mình sẽ cảm thấy là mình sẽ yên tâm hơn, để làm làn da của mình nhìn nó sẽ tươi trẻ hơn nha mọi người. Dưỡng da nè, tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi cho da, đúng rồi, giúp đẹp da, hỗ trợ khô da, nhăn da. Bởi vì là khi làn da của mình mà bị thiếu ẩm, bị khô da, nhăn da thì nhìn nó sẽ kiểu mà bị nhăn nheo và nhìn nó sẽ bị không có sức sống, thì nhìn nó sẽ rất là già. Đó là tất cả những cái thành phần quý hiếm đó đều nằm hết trong một cái viên
như thế này thôi, cho nên là anh cũng thấy rất là tiện lợi. Làm gì làm thì mỗi sáng các chị em sau khi mà ăn sáng xong thì uống liền dùm cho mình anh một viên ban ngày, rồi là buổi tối khi mà mình ăn tối xong thì mình uống liền một viên ban đêm. Nó chỉ có một điều đơn giản thôi nhưng mà sẽ làm cho làn da của mình nó đẹp hơn rất là nhiều nha chị em nha. Đây, như lúc nãy mà anh có chia sẻ là do mấy bữa nay là lịch của anh quá nhiều, rồi là dậy sớm thức khuya thiếu ngủ, rồi là make up nhiều nữa, cho nên là da của mình bị sạm, mà là bị hết hàng, bị cháy hàng, mua không có. Thì hôm trước anh đi event của Ngọc Trinh xong thì mới được tặng, và anh đã dùng từ ngày hôm đó tới hôm nay cũng mấy ngày rồi. Thì là mình dùng xong là mình thấy da của mình nó khác hẳn luôn, cải thiện rõ rệt, và đặc biệt đó là làn da của mình nó có độ ẩm hơn nè, make up ăn phấn hơn nè, và nhìn nó sáng hơn, gương mặt của mình nó sáng hơn. Và anh cảm thấy rất là mừng, mà chắc phải mua thêm một vài hộp nữa để dành, chứ sợ mai mốt mà bị cháy hàng kiểu đó chắc chết luôn á mọi người. Rồi nói nãy giờ cái bị quên uống, tại vì ăn sáng xong nãy giờ rồi mà lo ngồi quay clip chia sẻ với mọi người cái quên uống. Bây giờ uống nè. Rất là đơn giản vậy thôi, một ngày hai lần, rất đơn giản để có được một làn da đẹp. Và mọi người hãy nhớ là mình uống bổ sung dưỡng chất từ bên trong, và buổi tối trước khi ngủ thì mình cũng nhớ là dưỡng da, siêng năng dưỡng da cộng với lại cái chế độ ăn uống hợp lý của mình nữa, thì mình sẽ có được một làn da đẹp nè, một vóc dáng đẹp nè. Vậy nha, chúc cho các chị em sẽ luôn luôn thật là đẹp, tự tin, tỏa sáng. Bye bye.